Xin chào bà con, hôm nay tôi xin hướng dẫn mọi người cách sử dụng Nano Gen D700 ATT để bảo vệ cây trồng khỏi bệnh thán thư nhé. Đây là một sản phẩm đặc trị rất hiệu quả, giúp cây khỏe mạnh và cho năng suất cao hơn. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về bệnh thán thư này nhé. Thán thư là một bệnh do nấm gây ra, khiến lá cây xuất hiện các đốm đen và dẫn bị thối rữa. Bệnh này không chỉ làm cây yếu đi mà còn giảm năng suất thu hoạch nữa. Vì vậy, việc phòng ngừa và trị bệnh thán thư là vô cùng quan trọng. Vậy Nano Gen 700 ATT là sản phẩm gì? Đây là sản phẩm chứa các hạt nano kem có khả năng tiêu diệt nấm gây bệnh và giúp cây tăng sức đề kháng. Sản phẩm này đã được các chuyên gia kiểm tra và khẳng định hiệu quả rồi đấy. Cách sử dụng Nano Gen 700 ATT rất đơn giản thôi. Trước tiên, bà con pha loãng sản phẩm theo tỷ lệ ghi trên bao bì nhé. Thông thường cứ 10ml Nano Gen 700 ATT thì pha với 10 lít nước. Sau khi pha xong, mọi người dùng bình phun để phun đều lên toàn bộ cây, nhờ chú ý phun kỳ vào những chỗ bị bệnh hoặc dễ bị bệnh. Nên phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để tránh ánh nắng trực tiếp, làm giảm hiệu quả của sản phẩm. Mỗi tuần phun một lần như vậy cho đến khi cây hồi phục hoàn toàn nhé. Một điều tuyệt vời nữa là Nano Gen 700 ATT rất thân thiện với môi trường và an toàn cho người dùng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bà con vẫn nên đeo găng tay và khẩu trang khi phun nhé. Cuối cùng, nhờ bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh xa tầm tay trẻ em. Hy vọng video này đã giúp bà con hiểu rõ hơn về cách sử dụng Nano Gen 700 ATT để bảo vệ cây trồng khỏi bệnh thán thư. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem thêm nhiều thông tin bổ ích khác nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Darplantvn.